Chúng tôi, dự án GNH Trí Tuệ Việt Nam có một tâm nguyện lan tỏa văn hóa đọc tinh hoa khắp mọi miền Tổ quốc, từ đồng bằng đến miền núi và hải đảo xa xôi. Trong gần 2 năm qua, với hơn 10.000 học viên đào tạo cả online và trực tiếp, chúng ta đã từng bước hiện thực hóa tâm nguyện này. Khi bóng đèn làm việc bật trước bình minh mỗi sáng từ 4:30, khi từng bước chân trên mọi nẻo đường vẫn đang di chuyển tới các địa điểm khi màn đêm buông xuống. Trong 2 năm qua, đã không ít lần đêm ngủ trên xe, sáng sớm làm lớp học online, ban ngày truyền cảm hứng văn hóa đọc tại trường và buổi tối lại lên xe tiếp tục hành trình lan tỏa của mình. Nhưng tất cả đều vì một lý tưởng duy nhất, chứng hưng đạo lý quốc gia bằng con đường văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ. Năm 2022, chúng ta đã thấy một trung học cơ sở Phong Hải với phòng thư viện chỉ chưa 10 người ngồi đã chật, nhưng vẫn làm được văn hóa đọc cho học sinh và thầy cô. Chúng ta đã thấy một tiểu học Khe Tre với sự nhiệt huyết của thầy Trần Đức Triển đã đưa văn hóa đọc vào từng giờ chào cờ, từng tiết học. Chúng ta đã thấy một tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An Đắk Lắk với nghị lực của cô hiệu trưởng đứng lên kêu gọi cộng đồng quyên góp trang thiết bị và sách vở cho nhà trường. Chúng ta đã thấy một trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh phát triển văn hóa đọc mạnh mẽ với tinh thần thủ lĩnh từ thầy cô đến học sinh. Chúng ta đã thấy một tiểu học thị trấn Chủ số 01 đã triển khai đồng bộ văn hóa đọc từ học sinh đến thầy cô, cho dù bao khó khăn và thử thách, nhưng thủ lĩnh Trần Thị Quyên cùng đồng đội vẫn vững chắc tay chèo. Khi được nhận chiếc áo thủ lĩnh văn hóa đọc, đánh dấu được một sự thức tỉnh của một con người với một nền văn hóa, với một cái hướng mới của tri thức mà trước đó tôi hoàn toàn chưa nhận ra. Và đấy cũng chính là sứ mệnh của chúng ta, sứ mệnh của người thầy, đặc biệt mỗi người lãnh đạo nhà trường cần phải hiểu và cần phải hướng đối. Tất cả đều đến từ quyết tâm của các thầy cô là thủ lĩnh văn hóa đọc và đặc biệt sự chung tay ủng hộ từ cộng đồng. Mỗi người một nắm gạo, một lời động viên, một tâm tình ủng hộ. Lộ trình triển khai dự án văn hóa đọc vùng cao năm 2023. Giai đoạn 1, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11, các chương trình truyền cảm hứng văn hóa đọc vùng cao trong 2 tiếng qua Zoom online. Giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, mở link đăng ký, nhận đơn đăng ký thầy cô vùng cao. Đơn đăng ký chính là tâm thư nên cần thành viên đăng ký hãy nói lên tiếng nói từ tận trái tim mình. Giai đoạn 3, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, xét duyệt đơn đăng ký và gửi tặng sách. Mỗi thầy cô sẽ được tặng một cuốn nghề thầy cộng một cuốn trưởng thành cùng vĩ nhân. Giai đoạn 4, từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, đào tạo văn hóa đọc online qua Zoom vào tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần. Đọc sách nghề thầy Hoàng Đạo Thúy và đúc kết, tham gia hoạt động đội nhóm để cùng nhau xây dựng môi trường ba báu vật để cùng thảo luận, đúc kết bài học. Giai đoạn 5, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1, di chuyển đến vùng cao làm chương trình trực tiếp với một số ngôi trường tâm huyết cần thầy cô ban giám hiệu bảo lãnh cam kết. Trao tặng tủ sách tinh hoa ba gốc 5 cấp độ, làm chương trình cho thầy cô và các bạn học sinh về văn hóa đọc trong một ngày. Không có khó khăn, chỉ là điều kiện để vươn lên. Vùng cao đôi khi không phải là vùng khó khăn, mà là nơi thuận lợi để đào luyện bản thân về ý chí và tinh thần. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chúng ta coi vùng cao là nơi khó khăn về kinh tế, điều kiện học tập yếu kém, văn hóa vùng miền còn nhiều hạn chế, mà quên mất rằng mọi sự trưởng thành đều sinh ra trong khó khăn. Tuy rằng chúng không có nhiều điều kiện thuận lợi để học tập tri thức, nhưng vô cùng thuận lợi để học về thiên nhiên, học về chính mình và phong bồi tình yêu thương, sự đoàn kết dân tộc. Có điều chúng ta để những khó khăn che lấp thuận lợi, để thách thức che lấp cơ hội mà thôi. Vì vậy, đây là lúc để mỗi thầy cô giáo vùng cao nói riêng và cộng đồng nói chung cùng chung tay thắp đuốc trí tuệ nơi rễ cao mây trắng. Ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có sách thì góp sách tinh hoa, ai có vật chất, tài chính thì mỗi người một ít chung tay. Ai có trí tuệ, chất xám thì cùng nhau suy ngẫm, trăn trở.
cùng nhau nhìn về một thế hệ trẻ Việt Nam 20 năm nữa sống tử tế và đầy cống hiến.